con trai như thần kinh ạ, các anh thấy đúng hay không ạ? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Các anh chị làm YouTube rồi tương tác thêm đi ạ. Làm rồi nhé, làm rồi hãy tương tác thêm. Và trong YouTube đấy, content is king có đúng không? Em hỏi lại cái câu này ạ. Trong YouTube, content is king có đúng không? Để em làm YouTube đấy. Content là vua, đúng hay sai? Đúng hay sai ạ? Tức là content là cái điều quan trọng nhất đấy. Các anh thấy đúng hay sai ạ? Hãy chạm lên hai câu hỏi khác nhau ạ. Là ok, Phan Thanh Trẻ, ok ạ. À, tuy nhiên thì đây là những điều mà đấy là những anh chị đã từng làm YouTube rồi, người ta có đánh giá là content is king, tức là content là vua. Nhưng mà có một điều cực kỳ quan trọng là nó là một cái điều tuyệt vời khi các anh chị chưa từng làm YouTube ạ. Chưa từng làm YouTube các anh chị, mình chưa từng làm YouTube, mình hãy bỏ qua cái nội dung về content đi. Trong YouTube đấy, mình các anh chị có biết là cái điều nào nó làm cho một video nó nhiều view không ạ? Cái điều nào nó làm cho video nhiều view? Có ba thứ quan trọng nhất khi mình làm YouTube. Ai có thể liệt kê được giúp em một vài cái không? Nếu mà mình biết thì mình hãy tương tác lên ba điều quan trọng nhất khi làm YouTube ạ. Ba điều quan trọng nhất khi làm YouTube. Anh chị nào có thể tương tác cái này không? Ba điều quan trọng nhất khi làm YouTube ạ. Khả năng là mình chưa biết, nhưng mà hôm nay ấy, anh chú ý giúp em ạ. Content is king ấy, nó không sai ạ. Nhưng ấy, mà khi làm YouTube thì nó không đúng. Khi làm YouTube nó không đúng ạ. Nó không đúng, tức là nó không phải là cái điều quan trọng nhất ạ. Nó không phải là một điều quan trọng nhất. Có các anh chị chú ý giúp em cái này ạ. Nhưng mà có một thứ quan trọng hơn cả cái nội dung. Quan trọng hơn cả cái nội dung ạ. Đó là gì ạ? Trong YouTube có ba cái điều quan trọng nhất. Một, đó là gì ạ? À, nói từ ba đi ạ. Nói từ ba là ba đến hai đi ạ. Cái điều thứ ba ấy, điều quan trọng thứ ba ấy, đó là cái tiêu đề ạ. Tiêu đề là cái quan trọng thứ ba. Cái nội dung ạ là cái thứ hai ạ. Vậy thì cái nào là cái thứ một ạ? Cái nào là cái thứ một? Cái nào là cái thứ một ạ? Cái nội dung nó chỉ là cái thứ hai thôi, và cái tiêu đề mới là cái thứ ba, chứ còn cái thứ một ấy mình có biết là cái nào không? Anh chị nào nếu mà đã làm YouTube rồi thì lẽ ra là cũng phải biết được vài cái này đấy, bắt kịp xu hướng. Không, đấy là làm theo trend rồi. Có ba điều quan trọng, đó là gì ạ? Làm YouTube các anh ghi nhớ giúp em ạ. Ba điều quan trọng đó là gì? Nó là một tiêu đề ạ. Hai, nó là một cái nội dung của mình ạ. Không phải. Và cái điều quan trọng nhất chú ý giúp em ạ, đó là gì? Hình ảnh thu nhỏ là cái quan trọng nhất khi làm YouTube ạ. Các anh chú ý giúp em cái này cực kỳ quan trọng. Mà rất nhiều người cái view nó ảnh hưởng ấy. Ở đây này các anh này, khi mà nội dung mình có hay, khi mà xong rồi khách không nhấn vào, người xem người ta không nhấn vào, thì làm sao mình người ta biết được nội dung hay, đúng không anh? Tại sao mà nhiều kênh người ta phải đầu tư vào cái hình ảnh thu nhỏ, nó rất nhiều thời gian, nó rất nhiều. Tại sao lại là như thế? Thì mình phải chú ý giúp em ấy là khi làm YouTube điều quan trọng nhất là hình thu nhỏ. Khi mà khách hàng kích vào rồi thì cái mà xem nội dung mới là cái sau thôi.